nay chợ nhưng mà đuổi hết rồi. Bây giờ nhường sân khấu cho hàng Tết định kỳ rồi. Đó, chứ là lưu tiểu ở đây đi. Phía này thì có thể phía này thì bất ngờ, nhưng phía sau chắc phải bán cây dần. Vẫn có cây bán nhưng mà bạn chủ yếu là hoa hết quầy. Người ta đăng ký trước hết rồi xếp lốt hết từ định kỳ thường niên rồi. Bây giờ quay một số cây hôm nay đang có đây các bác nhá. Để đang có cây gì? Đây, ông chủ cây này ở đây nhá các bác nhá, ông đang nghe điện thoại. Thế tôi không hỏi tiện hỏi giá thì các bác thiện chí alo nhá, đằng nào thế thôi mà. Đây cái số đấy rồi nhá. Đây, ông có cái xì đây, cái xì mà thôi. Cái đấy mà giao lưu lại thì bao nhiêu anh? Gì ạ? 2 triệu. Cộng 2 à? Để nghiên cứu. Con này thì bao nhiêu? 3 triệu bán. 3 triệu. Đấy, 3 triệu. Số đây đúng không nhỉ? Anh em mọi miền gọi là ship đi thoải mái đúng không? Không. Không à? Không ship bao giờ. Đến giao lưu trực tiếp đúng không? À, thế thì các bác chịu rồi, ở xa chịu rồi đấy, vừa có cái số rồi nhưng mà chịu. Lập ơi, bắt con ấy có tiền ấy. Anh Lâm Châu cưới nó mất. Trung Sơn Trầm à? Em á, con cái đang ốm quá, nếu không có thì bắt ngay. Nó ốm, mình có ốm đâu. Ốm, nó cũng ốm tiền kinh lắm. Cả hai đứa ốm lăn. Đấy mà con đấy mà nó có chân ra thì em múc luôn. Con chân thì giờ này nó ở đại gia rồi, nó không nằm dưới ô tô này nữa. Ờ đấy, kiểu ăn mày đòi xôi gấc đấy. Đây, đang nói chuyện cái này này, ăn mày đòi xôi gấc này, đấy xôi gấc đỏ chót đây này. Thích thì thích thì sáng rồi, nhưng mà thật sự vừa rồi đặt tiền quất mua 800 cái quất. Em thích quá rồi luôn. Anh thích nhưng mà đặt quất nhiều quá. À bây giờ hàng Tết hết rồi, vào hàng Tết luôn. Mình mua quất nhiều quá đặt hết tiền rồi, bây giờ mua chịu anh em nó khó, không thích. Thích thì phải đành phải gọi là nuốt đến quạt thôi. Ngắm nhờ thôi. Còn bình thường cũng ngày đông đông dài em chẳng hứa. Được mua quất hết rồi, mình sạch tắm quất. Được. Này bao nhiêu anh? 8 triệu. Công ty này. Nghe anh ơi, alo. À được. À rồi, ok. Cái em nốt chỗ này cái. À là ra chỗ khác à? À, chỗ đỗ xe. Mâm xôi gấc. Biển. Biển đấy chứ. Đấy thế này. Đó mà có mầm ở đây nhìn cắt me đây là cái thế này. Được cái chỗ này nó về một cái to này nó kiểu soi cây tặng lên nó mới phá cái cổ đấy. Này cây cối lưu tiêu nhỉ, quên trả hỏi cây này bao nhiêu. Được, cây này thì ông nào thích thì đi mà hỏi số điện thoại nhé. Ông này con này được đấy, con này chắc nhiều tiền nhỉ? Dạ. Con rẻ. 8 triệu. Bao nhiêu anh? 8 triệu. 8 triệu. Khó quá. Hoa hậu đây mà không nào sờ đá nào chả. Rồi đấy, con này thì nó được cái bóng nó đẹp nhưng mà nó không có không được cắt giật, tất nhiên là mỗi người mỗi phong cách. Đối với em thế là nó rẻ. Rẻ. Cổ này muốn băng dính thì chẳng biết sao, chắc là đi xe.
được cái già, cái tuổi của cái cổ, cái ngọn đèn hạ nó già nên là cân đối được. Nhưng cái chuyện bóng thì ấm rồi, nhưng mà đòi hỏi cắt giật thì khó lắm, khó. Còn chơi bóng thì chắc là không chơi, bóng không chơi. Ai con này bảo là mà có chân thì mẹ, con này mà có chân thì mẹ. Múc mẹ nhỉ, chân chân cuộn không thích đấy. Trước nó trong miền nó trong trái, nhìn cái nước da nó biết là trong bên trong da, nắng gió bên trong nó mới sáng như thế. Đấy, cây đi buôn hàng miền mãi rồi. Nắng miền Bắc nó khác, xanh xì miền nhìn nhìn cái búp về chỉ có bên trong là bên trong ra. Cái này nó Quảng Bình Định gì đấy, Bình Định Phú Yên, Tế Linh không, Bình Định. Đây là nó về cũng các miền Bắc cũng được thời gian rồi, nó bắt đầu không, tối tối gần đấy. Con này mới về, con này chỉ được khoảng năm thôi, tối nó đã tối tối dần. Bắt đầu từ đây ra nó cho trọng, con này về lâu nó đã chuyển trọng ăn rồi. Ừ, cái tôm đều vào lấp kiến tứ vệ đi. Đấy, mình đòi hỏi nó cao quá, nhiều khi nó khó. Con chân, tất nhiên những chỗ này là sạch sẽ rồi, đòi hỏi cao quá. Đấy à? Đấy, cái này thì để lại cũng được, không cần phải hạ, để lại cũng được. Đấy, có thể chốt được, vân vân, chốt được. Này, 8 triệu cũng là. Tết nhất rồi, bây giờ chỉ hàng Tết thôi. Đấy, con này làng liếc hay thế. Đặt bao tiền? Trắng, không phải trắng, tía. Trắng là trắng tinh luôn. Đây có tí đặc quan trọng con này gì? Con này gì? Con này á? Trước là nó trong kia là mình nhìn thấy nó, mình biết rồi, mình bảo là độc là nó xảy ra. Về là đeo bằng quanh khác. Nhìn biết được chưa? Hàng này dành cho thợ về luyện. Một cái bệ được cái phía này nó nhuyễn. Phía này này. Mắc thêm một tí nữa thôi, đẹp lắm. Trước là nó cao tống như này. Nhìn thấy mình biết nó cũng to lắm, cây cối có tuổi. Đây độc mơn mơn tám rồi, độc rồi còn ăn bớt ở trên đấy. Ok, để kể ra xem thằng rừng của này. Chi mai bắt đầu bán này, à đâu, xem trung dâu cái này. Đây hình như cây của trung dâu. Chỗ này thì chả thấy rồi. Chỗ này thì không ăn thua. Đấy, có rừng ổi xinh xinh này, cô bác nào yêu thương. Cuối năm dân cây đi làm gì nhỉ? Vào hàng Tết hết rồi các bác. Vào hàng đào quất hoa. Chứ kinh doanh mà cây cối nó chậm. Đây là cái xếu sao, xếu giống rất giống chuối, cái xếu cơm nguội cổ lắm. Đấy,
Con này bao nhiêu tiền bác cả? Đây là 8 triệu rưỡi em ạ. 8 triệu rưỡi. Tưởng bác ngồi với chỗ ông Hiếu nhỉ? Hôm nay chật quá. À thế à? Chật quá rồi. Ở đây ra đây. Ra ngoài này rồi. Bùng. Đấy, điền đấy. Nắp điền đấy. Mình là chung vườn với Hiếu nhỉ? Chung vườn nhỉ? Không, anh em anh bên Hiếu chơi với nhau lâu. Nhưng mà cũng để ở chỗ ấy đúng không? Chưa giá anh chuyển con to à xa thì ở gần đây thì cũng được. Chung chung như thế nào? Ok, rồi. Đấy, coi được. Để ra cả bông anh kia đã.